các chị gái ơi, tiếp tục là một mẫu quần Becky mà Di đây cho ra mắt vào mùa hè này các chị gái nhé. Và mẫu quần này có lẽ sẽ ưu tiên cho những chị gái nào mà chúng ta thích sự thoải mái này, năng động này. Và những chị gái nào mà chúng ta phải đi lại và làm việc với một cường độ nhiều thì các chị gái nên tham khảo mẫu quần này cho em nhé các chị gái nhé. Mẫu quần được sử dụng với dòng chất liệu cực kỳ là cao cấp và co giãn cho các chị gái yêu của em nhé. Becky này, Becky ly chìm này, và có độ co giãn, cái màu này ở đây là một cái màu xám đậm cho các chị gái, nên là rất là dễ mix đồ các chị yêu nhá. Mình mix cho em áo sáng màu hay là áo tối màu với quần này cũng đều rất rất là ok luôn cả nhà mình ạ. Còn bây giờ thì em xin phép cả nhà mình ngắm kỹ cái dáng quần cho em nhá cả nhà mình nhá. Đây ạ, một cái dáng quần Becky này, các chị hãy để ý cho em, với một cái dáng quần này thì lúc nào cũng là cái sự trẻ trung năng động đúng các chị gái. Đây cả nhà mình ơi, dáng quần thì là sẽ chiều dài đến dáng quần chín tấc các chị yêu của em nhá. Dáng quần dài chín tấc tức là chiều dài quần là 90 phân đấy các chị yêu của em ạ. Đó, một cái dáng quần vô cùng là dễ mặc, và em thích cái màu nó nữa. Cái màu nó là rất là dễ mix đồ cho cả nhà mình luôn đấy ạ. Và mẫu quần này khi Di đây cho ra mắt thì sẽ có đủ size cho các chị. Và em rất là thích cái độ co giãn của quần, cử động rất là dễ chịu và vô cùng thoải mái. Và mùa hè này càng nóng càng nắng thì các chị gái càng nên sở hữu mẫu quần này cho em nhé các chị yêu của em nhá. Đó, cả nhà mình ơi, yên tâm cho em về với một cái màu quần đấy ạ, vô cùng là dễ mặc luôn. Và khi các chị gái thấy không ạ, em pha phối với một cái chiếc áo này lên có hợp không ạ? Vô cùng hợp đúng các chị gái. Để ý xem này, với những cái màu tông trầm trầm này thì kết hợp cho em với những chiếc áo này, chiếc quần này rất ok đúng không ạ? Rồi, tình yêu nào yêu thích mẫu quần này thì comment inbox lại cho em nhá. Một mẫu quần có màu xám đậm cho các chị gái yêu của em, có giãn, dễ chịu và vô cùng thoải mái.